Dự án khu đô thị Louis City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, chủ đầu tư là công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới. Dự án được quảng bá có diện tích lên tới 30,5 ha, nằm ở vị trí được xem là đất vàng của quận Nam Từ Liêm, với gần 600 căn liền kề, 28 căn biệt thự, 2.000 căn chung cư cao cấp. Đây là dự án mà Lã Vọng được sở hữu thông qua việc thực hiện hợp đồng dự án BT dưới dạng chỉ định thầu bằng việc cải tạo hồ ở quận Long Biên. Được biết, vào ngày 21 tháng 1 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định 334/QĐ-UBND chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất dự án và chỉ định nhà đầu tư dự án cải tạo môi trường hồ Đầu Băng, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Theo đó, nhà đầu tư là công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ dự án cải tạo môi trường hồ Đầu Băng trên diện tích là 10,98 ha, bao gồm nhiều hạng mục xây dựng. Tổng vốn đầu tư dự án cải tạo là khoảng 390,7 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện khởi công năm 2011 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2012. Phương án thu hồi vốn của nhà đầu tư là nhà đầu tư được tạo điều kiện triển khai các thủ tục lập và thực hiện dự án khác tại một phần đất thuộc xứ Đồng Tròi, thôn Đình, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, khoảng 8 ha để thu hồi vốn đầu tư công trình BT. Sau khoảng 4 năm, đến ngày 10 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định 3815/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vụ, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình theo hình thức hợp đồng BT. Quyết định này có giá trị thay thế quyết định 344/QĐ-UBND năm 2011. Theo quyết định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vụ, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình. Nhà đầu tư là công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới. Với dự án này, tổng vốn đầu tư tạm tính là 545,3 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện đến quý 3 năm 2018 nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng. Quỹ đất thực hiện dự án đối ứng cho dự án BT, nhà đầu tư được tạo điều kiện triển khai, lập dự án khác với quy mô, phạm vi, ranh giới thuộc 9,9 ha trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định 4180/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, tỷ lệ 1/500, với diện tích tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch là khoảng 30,5 ha. Quyết định nêu rõ, quy hoạch chi tiết này được duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện dự án đối ứng, xác định quỹ đất đối ứng theo hình thức hợp đồng BT của dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, quận Long Biên đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh tại quyết định số 3815 vào ngày 10 tháng 8 năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh, ngoài diện tích quỹ đất đối ứng đảm bảo cân đối vốn cho dự án nêu trên, các quỹ đất còn lại theo quy định thì triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ luật định và các quy định hiện hành. Ghi nhận trên thị trường, hiện các lô biệt thự liền kề nhà phố đang được giao bán từ 40 đến 90 triệu đồng trên một mét vuông nhờ vị trí đắc địa khi nằm trên khu đất vàng Hà Nội. Ước tính với dự án này, Lã Vọng thu về nhiều nghìn tỷ đồng.